Hello, xin chào tất cả mọi người. Mọi người có khỏe không? Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 3 của trích đoạn Giang Sơn Mỹ Nhân của tác giả soạn giả nghệ sĩ Bạch Mai nha mọi người. Xin mời mọi người cùng hát với Vinh nha. Xin mời. Xâm loạn như thỏ nhỏ hiền ngoan,
Khương hỡi thương nàng thân phận hồng nhan, mau vượt dặm quan sang lánh xa phường bảo á. Tình của A Khương xin chờ nhau kiếp khác, trong giây lát nữa đây màn bạc đến với Ngô Hoàng. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.